Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Vụ khởi tố Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cao toàn Mỹ chính thức khép lại. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết đã kiểm sát và thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra, không khởi tố vụ án vu khống theo tố giác của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đối với ông cao toàn Mỹ. Lý do là không có sự việc phạm tội trong nội dung tố giác của bà Phương Nga. Trước đó, qua kiểm tra hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận thấy, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, cơ quan điều tra chưa mời người tố cáo và người bị tố cáo đến ghi lời khai, chưa thu thập chứng cứ nhưng đã ra quyết định không khởi tố là chưa toàn diện. Do đó, Viện Kiểm sát đã hủy quyết định để cơ quan điều tra thực hiện theo đúng quy trình. Đây chắc hẳn là thông tin vui nhất dành cho nàng hậu sau khoảng thời gian dài rơi vào vòng lao lý, gây tổn hại nhiều về mặt tinh thần cũng như sức khỏe. Sau hơn nửa năm rời khỏi nhà tạm giam, chia sẻ với truyền thông, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cho biết cô đã hồi phục sức khỏe, thậm chí cô đã tăng được 4kg. Hàng ngày, người đẹp dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, trở lại làm việc và giải quyết một số thủ tục với cơ quan chức năng về vụ án đang được đình chỉ. Trương Hồ Phương Nga được đánh giá là ngày càng xinh đẹp và quyến rũ kể từ khi rời khỏi nhà giam. Sau khi được tại ngoại, Phương Nga đã tăng được 6kg. Thời gian gần đây, Phương Nga nhận nhiều lời mời từ các event, nhãn hàng. Tuy nhiên, cô luôn cân nhắc trước khi nhận lời. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.